bên Nam mình đi ra nha. Hôm nay Di Đậu có dịp đi ra quận Bình Thạnh. Thì hiện tại bây giờ Di Đậu đang đứng trên đường Nguyễn Thái Bình nè. Khu này thuộc về quận Tân Bình nha. Đây là thuộc phường 4 quận Tân Bình quý vị. Thì Di Đậu chạy ra hướng Lâm Gia Cả. Cũng 30k, mì quảng sườn trứng cũng 30k. Rồi thôi mì quảng tôm thạch đi. Dạ. Ăn mì quảng luôn em, lâu quá không ăn em. Ờ, hai con hả chị ha. À, thấy chị chủ quán cũng lịch sự không có gì ha. Thấy chị cười chị vui vẻ. Duy nói với cả nhà thì Duy trên đường đi Duy giờ review lại đoạn đường này đi đâu đi đâu. Thì theo cái sự hiểu biết ăn ngủ của Duy thôi. Nhưng mà Duy sẵn review luôn những cái nơi ăn uống chẳng hạn như là những quán trên đường mà Duy cảm thấy hợp lý, Duy ghé vào tương đối có thể là quý vị sau này đến đây dùng thì quý vị cũng không có gì để gọi là ăn phiền. Duy ơi, quán đặc thế cái giá cả hôm nay mà 30k một tô thì Duy sống được. Duy là dân lao động mà Duy sống được thì quý vị an tâm đi. Còn ngon hay không thì để Duy ăn xong rồi Duy bán nha. Riêng của Lê Giang, thí dụ nào
niêm, dự an.